Vâng, Lối xin chào tất cả mọi người đến với chương trình giới thiệu nhà đất Trà Vinh. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với tất cả mọi người một ngôi nhà thuộc khóm 10, phường 7, thành phố Trà Vinh. Với cái tổng diện tích của nó là 94 m², loại đất ở đô thị. Và để đi đến được ngôi nhà này thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đường Võ Văn Kiệt. Những ai trên đường Võ Văn Kiệt thì có thể đi theo đường Võ Văn Kiệt, vì nó cách đường Võ Văn Kiệt khoảng 200 m. Và nó cách bệnh viện 700 giường bệnh đang xây hay quốc lộ 60 khoảng một cây số, và nó thông ra được theo đường khác nhau nữa, đó chính là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Thì đường Nguyễn Thị Minh Khai chúng ta có thể đi theo cái đường trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, chạy thẳng qua tới ngay chỗ siêu thị Vincom và chạy tới ngay chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ, chạy thẳng qua luôn. Và chúng ta sẽ quẹo theo cái đường hẻm làm giấy chứng minh nhân dân, vừa quẹo qua cặp ngay chỗ cái trường mẫu giáo Bình Minh, quẹo bên tay trái chạy thêm 100 m, 200 m nữa là sẽ đến được ngôi nhà cần bán. Đây, ngôi nhà của chúng ta nằm trên hệ thống mặt tiền đường nhựa, cống thoát nước đầy đủ và sát bên, cũng như là nhiều nhà dân hiện tại đang sinh sống tại nơi đây, khu vực dân cư đông. Tại vì ngôi nhà này nó chỉ nằm cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng vài bước chân mà thôi. Và nó thuộc khóm 10, phường 7 của thành phố Trà Vinh. Những ai muốn mua và muốn sở hữu ngôi nhà này thì cứ việc liên hệ ngay số hotline là 0909840707. Và nhớ, những ngôi nhà nào, những mảnh đất nào mà chưa bán được hoặc lâu năm muốn bán mà chưa bán được thì cứ việc liên hệ với mình, thì mình sẽ không có đảm bảo là sẽ ra nhanh nhất, nhưng đảm bảo sẽ có khách hàng tiềm năng tìm đến ngôi nhà và vị trí mảnh đất của bạn trong vòng một nốt nhạc, tùy theo cái giá cả chủ nhà đưa ra thôi. Nếu giá thơm thì người ta sẽ đầu tư nhanh gọn lẹ, còn nếu kêu giá cao quá thì dĩ nhiên là sẽ bán không được. Và bây giờ thì mình sẽ vào bên trong ngôi nhà quay cho mọi người xem. Ngôi nhà của chúng ta thì được thiết kế bởi một cái tông màu trắng chủ đạo, được lót gạch men lên cao rộng khoảng 1 thước 2, lên cao khoảng 1 thước 2 là gạch men. Ở dưới nền nó thì được lót bằng gạch bóng kiến và cửa thì làm rất là chắc chắn. Đó. Đối diện thì có những cái dãy nhà dân, thì khu vực dân cư đông. Chúng ta có thể đi theo cái đường này để đến được karaoke mall, karaoke 789 đó, cho nên nó cũng khá là ok. Và cái giá chủ nhà đưa ra là một con số cũng còn khá là hợp lý đối với những ai muốn mua ngôi nhà này. Và ngôi nhà của chúng ta được thiết kế bao gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, một bếp, một toilet và một sân sau. Ở phía sau còn trống thêm một cái sân để cho chúng ta phơi đồ. Đó, do cái ngôi nhà này thì chủ nhân của ngôi nhà thì quá là nhiều nhà, cho nên là muốn bán bớt một căn do không có người để trông coi và quản lý, thành thử ra mới bán bớt cái căn này. Thì cái giá căn này là 1 tỷ 6 nha mọi người. Đây, bây giờ thì mình sẽ đi vào phía trong cho mọi người tham quan. Đây là cái hai cái phòng ngủ ở phía trong. Phòng thứ nhất và phòng thứ hai, thì một hồi nữa mình vào mình quay ở gần cuối clip cho mọi người xem. Bây giờ chủ yếu là mình sẽ đi từ ngoài trước ra tới ngoài sau cho mọi người tham quan một vòng. Thì hai phòng ngủ này mỗi một phòng rộng khoảng mười mấy cho tới 20 m². Đó. Thì tất cả các phòng ngủ cũng như là phía ngoài thì đều được lót gạch men lên cao khoảng 1 thước 2. Đây là cái bếp và cái toilet. Còn cái ở ngoài sau thì có thêm một cái sân để cho chúng ta lấy sáng phơi đồ, và có thể là rửa chén đồ các kiểu. Mọi người muốn làm gì thì tùy thích. Khi mà ngôi nhà này của chúng ta rồi thì chúng ta cứ việc làm gì thì tùy thích, trang trí trang điểm đồ thoải mái vô tư. Đây là cái sân phía sau để cho chúng ta lấy sáng để phơi đồ nha. Vâng, và một lần nữa thì mình xin nhắc lại. Ngôi nhà này thuộc khóm 10, phường 7, thành phố Trà Vinh. Tổng diện tích của ngôi nhà là 94 m², loại đất là đất ở đô thị. Diện tích ngang 5, dài gần 19. Ngang 5, dài gần 19 m, tổng diện tích là 94 m². Giá chủ nhà đưa ra cho toàn bộ ngôi nhà thuộc khóm 10, phường 7, thành phố Trà Vinh, một phòng khách,
hai phòng ngủ, một bếp, một toilet, một sân sau là 1 tỷ 600 triệu, thương lượng nhẹ. Vâng, 1 tỷ 600 triệu, mọi người sẽ sở hữu được một ngôi nhà thuộc khóm 10, phường 7, thành phố Trà Vinh. Nó nằm cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 100 m, và nó cách chợ lớn Trà Vinh cũng vỏn vẹn khoảng 2 phút chạy xe. Gần với ngay chỗ cái khu phố ẩm thực. Ở Trà Vinh mình thì có phố ẩm thực, và phố ẩm thực thì nằm trên phường 7. Và phường 7 thì lại là vị trí ngôi nhà này đang hiện tiền. Đó, cho nên những ai muốn mua thì cứ việc liên hệ ngay để chúng ta chốt trực tiếp cùng với chính chủ. Và cuối lời thì mình xin chúc cho tất cả mọi người có thật là nhiều sức khỏe, công ăn việc làm thật là ổn định, để chúng ta cùng nhau tạo ra tiền và từ đó đầu tư đất đai. Vì đầu tư đất đai là đầu tư cho tương lai, và đầu tư cho tương lai thì luôn luôn lúc nào cũng có lợi và có lợi mà thôi. Vâng, xin ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video clip tiếp theo. Và những ai có những ngôi nhà cần bán, những vị trí mảnh đất cần bán thì hãy liên hệ ngay với Lúa. Lúa không đảm bảo là sẽ ra được nhanh một cách nhanh chóng, nhưng sẽ đảm bảo là có một lượng khách hàng tiềm năng, và chủ nhà cộng với người mua nhà sẽ tìm đến được với nhau, hoặc là chủ đất và người mua đất sẽ tìm đến với nhau. Mình sẽ là cái cầu nối để đưa người mua và người bán gặp với nhau, và giá cả thì hai bên tự thỏa thuận. Nếu mà giá hợp lý thì khỏi cần trả giá, chốt trực tiếp cùng với chính chủ luôn. Đó, và xin nhắc lại thì ngôi nhà này thuộc khóm 10, phường 7, thành phố Trà Vinh. Ngang 5, dài gần 19, tổng diện tích 94 m², loại đất là full thổ cư. Một phòng khách, hai phòng ngủ, một bếp, một toilet, một sân sau. Giá chủ nhà đưa ra là 1 tỷ 600 triệu. Vâng, xin ngái kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video clip tiếp theo.